Chú Việt ơi, đeo mặt thiên tâm có tránh được COVID không? Câu này hỏi thì nó có màu nhiệm, nhưng mà mình tùy theo cái nghiệp của mình. Ví dụ mình có nghiệp 10, mình đeo ở đó thì mình đi trả nghiệp có 5. Còn những người có nghiệp 3, 4 thì mình đeo ở đó mình không bị. Hồng Cao hỏi anh Kiệt ơi, nếu đảng Dân Chủ tiếp tục gian lận thì đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump làm sao thắng được mà trở lại? Chú cũng không có hiểu cái chi tiết như thế nào, chú chỉ biết được mấy vị nói trong những ngày kế tiếp nha, là ở đảng Dân Chủ á, nó sẽ có hình như mười mấy người á sẽ không có tái ứng cử nữa, thì tự nhiên cái số lượng của người của đảng Dân Chủ nó sẽ ít lại. Rồi lúc đó đó đảng Dân chờ cái hạ viện đó, mình đang nói hạ viện đó, thì hạ viện mới mời ông Trump về làm chủ cái đó. Rồi tới năm 2024 á, rồi ông ra ông ứng cử tổng thống, thì theo theo ở trên theo chú biết là như vậy. Còn hiện giờ tin tức mỗi ngày chút chút nó xảy ra làm sao á thì chú không có nắm, rồi chú không, ít có theo dõi tin tức. Nhưng mà ổng mang sứ mệnh để mà làm cho cái thế giới này trở lại thời vàng kim thì ổng phải làm cho xong trong cái đời của ổng, cũng giống như chú nè. Đời của chú là phải đi Việt Nam để mà lo cho nước Việt, rồi gặp sư phụ tức là Đức Thầy. Thì hôm nay á, chú cũng ngồi đây ăn xơi ngồi rồi tán dóc nè, tán ngẫu tức là tán dóc, rảnh mới ngồi kiểu này, chứ còn đi về dân Nam làm chuyện mà đâu có rảnh đâu mà nói cái kiểu này đâu, đúng không? Nhưng mà tức nghĩa là chưa xong nhiệm vụ thì chưa có ai gì hết, ổng cũng chưa xong, chú cũng chưa xong. Khi nào mà Phật Di Lặc xuất hiện thì lúc đó đó là mình bên đạo Phật gọi là hội Long Hoa đó, thì đó mới mới hiểu được ai là ai. Còn bây giờ tất cả còn nằm âm thầm hết, mấy nghìn người đầu thai xuống thế gian còn ẩn, có mình chú lộ trước, cầm cái cờ gì đó, thổi trước vậy đó. Rồi thổi bữa giờ 2 năm, tới clip này 128 cũng độ được số người hữu tình hiểu hiểu về tâm linh. Chú là lời thật, nói thật chứ chú không có như người ta. Cái kênh này á, chú cũng không có mở ra gọi là public hay là cho YouTube trả tiền nữa, mà mỗi tháng chú còn phải trả 16 đồng cho YouTube, thay vì mở ra một năm được gần cái nửa triệu bạc á, kênh này nè, mà chú cũng không mở tại chú không có cần tiền đó. Chú chỉ mang nhiệm vụ truyền tin, chứ cô cũng nhiều người suối bữa giờ nói xong mở ra lấy 500-600 ngàn đô đi, tại kênh này nhiều người coi á, có mấy người mê tín dị đoan á vô kênh này đông lắm. Ok, Nguyễn Thanh Tú hỏi Intel có chip mới chưa ông? Có chứ, ngày nào cũng có chip mới. Bữa giờ á mình bị mấy ông Mỹ nó nói Kiệt mày phải đi vô Việt Nam, tao đưa mày tiền mày vô mày mở hãng bển để mà mày làm ấy, tại vì tao không có nước nào ngoài nước Việt Nam tao thích, tại vì dân của mày làm giỏi này nọ. Họ chú bị mấy đi mỗi lần đi họ trong hãng là mấy Mỹ nó dí, nó kêu gần 3 năm nay chú lì lắm, chú nói hồi tao chưa về được, tao đưa mày tiền, đưa đồ đưa tiền luôn, khách hàng á đưa đồ đưa tiền mà chú không về được. Còn những người mà muốn cái đó lại không được, tại vì sao? Là tại vì chú học với nó từ gần 30-40 năm nay, chú hiểu hết cách thức của nó, và đồng thời chú có cái hãng lớn khổng lồ ở đây để mà có chuyện gì nó nắm, nó có tóc nó nắm đầu của chú ở đây, là mình không có ăn cắp cái bản quyền của nó, gọi là ăn cắp IP á. Tại sao dám? Bởi vì đây là một cái hãng, đây là 1 năm biết nhiêu.